chị. Thế đấy, tôi thấy chị đeo nhiều vàng quá, tôi mới hỏi. Bây giờ hai người, một cái anh nghèo, anh hỏi vợ, hỏi chị, anh có mỗi cái nhẫn cỏ, anh nghèo, anh đạo đức. Còn cái anh kia đại gia cho nguyên cái nhẫn kim cương một xoài, chị chọn thằng nghèo mà đạo đức hay là giàu mà không biết nó có đạo đức hay không? Thưa cha, con chọn người nghèo nhẫn cỏ ạ. Ủa, thiệt dối đó, thiệt anh dối đó. Hay là đó là chị đang, tôi với chị đang đóng tuồng. Tôi với chị đang đóng tuồng hay là đang nói về một cái sự thật? Đóng tuồng hay sự thật? Trả lời, chúng ta đang đóng tuồng hay là làm thật? Thưa anh chị em, khó lắm. Khó lắm. Tại vì ngay cả những người mà có tiền rồi nha, tôi chưa kể nói là nếu mà chị là cô con gái này, chọn sinh ra trong kiếp nhà nghèo đó, nếu mà chị còn lỡ mà chọn sinh ra trong kiếp nhà nghèo mà bây giờ người ta đến, người ta gặp cái anh chàng mà anh còn có mỗi cây đàn anh đem là đem bán nốt đi theo là theo cô hàng, chị có dám theo không? Không mỗi cây đàn nó bán vô đi rồi, bây giờ bỏ đi theo mình lấy răng mà nó sống là lấy gì mà ăn? Thấy không? Đó là thơ, là văn, là mộng. Còn thực tế thì là cái gì thưa anh chị em? Thực tế là người ta vẫn dựa trên tiền bạc, trên chức tước, trên địa vị, trên danh vọng. Trời con gái nhà bà có phước ghê à, lấy được cái thằng chồng nhiều. Nó có mấy cái nhà, mấy cái xe, nó có phước ghê à, đúng không? Trời ơi, con tôi khổ quá, cái con bé của tôi nó dặn quá, tôi bảo nó là lấy cái thằng kia đi, con ơi con mẹ gì đó, hai lần này là khốn, thực tế vậy mà khôn, mà nó không nghe tôi, nó lấy cái thằng mà nhiều nó cố đắt ôm tội nghiệp nó lắm, tôi nó khổ lắm, con tôi nó khổ lắm, con bà con có phước quá, có không? Vậy thì chị được ơn gì của Chúa, chị kể cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, con là Teresa Maria Phạm Thị Quất, mà con ở giáo xứ Gia Cốc, giáo phận Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay con 67 tuổi. Con được ơn của Chúa ban cho là con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà có nói ba ơn chính thôi. Là khi con cách đây hơn 3 năm thì con bị bệnh polyp đại tràng. Thì bệnh viện Hữu Tâm, bệnh viện Đồng Nai đều nghi con là chuẩn đoán con là ung thư. Thế thì con cũng cứ đoán là ung thư. Thế thì con cứ 6 tháng đó toàn là cứ đi cầu dòng máu. Thế rồi bác sĩ đi nội soi thì cứ nghĩ là bệnh trĩ, cứ chữa trĩ mà không khỏi. Thế con cái hôm đấy con mới đi bệnh viện Thống Nhất. Thì con nội soi thì bác sĩ lấy cái mẫu polyp đại tràng đấy đưa lên sang Sài Gòn để xét nghiệm. Thì bác sĩ có nói rằng là một tuần sau thì đến lấy kết quả. Thế một tuần sau con đến thì bác sĩ bảo bà cứ ngồi đợi nửa tiếng nữa, bác sĩ còn đang chuẩn và hội chuẩn, con đang hội chuẩn nghiên cứu. Thế con cũng nghi lắm, con cũng no lắm mà con chẳng biết làm, thì thôi cứ cầu xin, con cứ cầu xin Chúa là vâng thì Chúa chữa con đừng phòng mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thế là đến lúc mà đợi hơn tiếng thì bác sĩ mới mang cái giấy xét nghiệm ra. Thì con hỏi là bác sĩ ơi, thế bệnh của tôi thế nào? Thì bác sĩ nói rằng là bệnh của bà có vấn đề. Đấy, bác sĩ bảo nó có vấn đề. Thế con cũng lo lắm, thì là hôm con đi về, con lại đi lên Đồng Nai, lại bệnh viện Đồng Nai, con lại nội soi lần nữa. Thì đội bệnh viện Đồng Nai đến khi mà lại mang Sài Gòn để xét nghiệm lần thứ hai, thì bác sĩ đến lúc lấy bác sĩ cũng lại bảo đợi nửa tiếng để mà. Thế thì đến khi mà bác sĩ cầm ra, cầm cái kết quả ra thì con mới hỏi rằng là vâng, trong bác sĩ với con mới hỏi là này hay giữ. Thì bác sĩ bảo là đi mang xuống dưới phòng nội soi mà hỏi. Thế con lại cầm bác phòng nội soi, con hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo là cái này thì cứ nảy cắt, giữ cũng cắt, đánh cầu vậy. Rồi đi đi trị xạ đi, rồi sau thì
đỡ đó như chị Dạ, thế con bảo với bác sĩ nói thế thì bệnh có. Vâng, thế xong là lại đến lần thứ ba con lại sang bệnh viện Sài Gòn. Thế là Sài Gòn, vâng, thì cuối cùng là lần thứ ba thì Chúa ban cho con là bác sĩ nói là lành tính, lại đi xét nghiệm về lại thì nó hỏi là lành tính, thì con mừng quá, con cảm ơn Chúa. Và đấy cũng là Chúa ban cho con được gặp thầy, gặp thuốc và mọi sự Chúa chữa lành cho con. Con thứ hai là con bị bệnh đường ruột. Bệnh đường ruột 20 năm ngày rồi, đi bệnh viện Đồng Nai 2 lần mà không khỏi một ngày nào, không đỡ một ngày nào hết, mà 20 năm ngày như vậy. Thế đến lúc bác sĩ bảo thôi hôm nay cho bà về đi, xong bảo con mới bảo đấy bác sĩ ơi, bây giờ bệnh của tôi chẳng đỡ tí nào, bác sĩ cho tôi về nhà tôi chết rồi. Thế bác sĩ bảo bây giờ bà cứ về nhà đi rồi 5 ngày lại đi tái khám. Xong con mới nghĩ bụng, con đang bảo thôi về để con đi sáng y dược cổ truyền Sài Gòn. Thế thì có thằng cháu, con chị gái, nó mới đến chơi, nó mới bảo là con cũng bị như thế này mà con uống thuốc gì không khỏi. Thế con mới nghe trên TV nó giới thiệu là vô lý à, cần cái thuốc bình đấy. Và đấy là kết quả thì con uống cái đấy, uống lại chữa lành cho con lại được khỏi. Và mình nói thuốc ra, người ta cứ tưởng tôi quảng cáo thuốc, người ta phiền lắm. Chỉ nói là chú cho gặp thầy gặp thuốc thôi. Chứ nhiều khi mình quảng cáo mình cứ nói là con uống thuốc này, người ta ai cũng rủ nhau uống thuốc đó là chết. Chú cho gặp thầy gặp thuốc, đúng người này thì thuốc này khỏi, đúng người kia thuốc kia khỏi. Bạn kia nghe tu được tu trăng, bài 25 ngày bạn đi đâu uống cái gì đó là khỏi, về cứ suốt đó uống sao nó không khỏi, không được. Ta phải tỉnh táo, và cho nên ai mà lên làm chứng ấy, thì đừng có nói cái tin thuốc ra làm cái gì, rồi ta lại đừng có bắt trước tưởng tôi đi quảng cáo thuốc, hoặc là nghe rồi cứ vậy mà xách thuốc ra đi mà uống nhé. Cái quan trọng nhất là chú cho được gặp thầy gặp thuốc. Ngày từ bé mẹ tôi đã dạy tôi cầu nguyện, ngay lúc mà chưa có trí khôn, cứ cảm là mẹ tôi bắt làm dấu trước khi uống thuốc, làm dấu lạy Chúa xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, xin cho con được mau lành bệnh. Cứ như thế mà bây giờ 60 tuổi rồi, cứ một câu như vậy, mỗi lần uống thuốc là lời mẹ tôi dạy. Cứ như thế, nhìn cha và con và thanh thần lạy Chúa xin cho con gặp thầy gặp thuốc, xin con được chữa lành. Anh dân tập như vậy đi, tập cho con cái mình ngay từ bé một cái sự tín thác vào Chúa như vậy, để khỏi nghĩ rằng là cứ phải mình giỏi hay mình giàu có thì có tiền thầy tiền thuốc, không có. Nếu mà Chúa không chữa thì có thuốc tiên cũng chẳng khỏi. Ơn cuối cùng là ơn cuối cùng thì con bị phát bị thế này, thì con cũng phải đi chữa mất 3-4 tháng ở bệnh viện. Giờ Chúa cũng cho con được khỏe mạnh bình thường rồi. Con tạ ơn Chúa và ơn cha. Con là 67. Vâng, 67 tuổi mà anh nói còn dạy dõng dạc quá, chắc còn đọc sách tốt, phải không? Tôi ngày xưa mà cái ông nào mà dám ông cái nghèo nghèo, ông đi đến cỏ, đi đến bà, lấy ông non rồi. Rồi, xin chúc mừng cho con. Rồi, con đẹp.